Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 7 năm 2024 do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 21 đến 29 độ, độ ẩm trung bình 82%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ khu vực này sẽ dao động trong khoảng từ 24 đến 32 độ, độ ẩm trung bình 85%. Còn tại khu vực vùng núi thấp, khu vực này nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to, ngày trời nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ khu vực này dao động trong khoảng từ 25 đến 35 độ, độ ẩm trung bình là 85%.